6 bước rửa tay đúng cách với xà phòng và nước. Bước 1. Làm ướt bàn tay bằng nước. Lấy xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài của các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài của các ngón của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi lặp lại tối thiểu 5 lần. Rửa sạch tay dưới vòi nước đang chảy. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay, không dùng một khăn lau khô chung cho nhiều lần rửa tay. Sử dụng khăn này để tắt vòi nước, không chạm trực tiếp vào vòi nước, bỏ giấy đã sử dụng vào thùng rác có nắp đậy. Hãy duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Nên rửa tay khi trước, trong và sau khi nấu ăn, trước khi ăn, trước và sau khi điều trị vết thương, trước và sau khi chăm sóc người ốm ra vào bệnh viện, sau khi đi vệ sinh, sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi, sau khi đi thay tã và vệ sinh cho trẻ đã sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào động vật, thức ăn gia súc hoặc chất thải động vật, sau khi chạm vào giáp, trước khi chạm vào trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cần lưu ý những điều sau để phòng ngừa dịch cúm: đeo khẩu trang khi ra ngoài, che miệng khi hắt hơi, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, súc miệng bằng nước sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh